Bệnh tăng huyết áp là bệnh phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam, là mối đe dọa rất lớn đối với sức khỏe của con người, là nguyên nhân gây tàn phế và tử vong hàng đầu đối với những người lớn tuổi. Theo thống kê tại Hoa Kỳ, có khoảng trên 50 triệu người Mỹ bị cao huyết áp năm 1991, chiếm tỷ lệ 20% dân số nói chung và chiếm trên 30% trong số người lớn trên 18 tuổi. Nhưng tới năm 2006, đã có khoảng 74,5 triệu người Mỹ bị cao huyết áp, tức là cứ khoảng 3 người lớn thì lại có một người bị cao huyết áp. Nhưng điều đáng lưu ý hơn là tỷ lệ những người bị cao huyết áp còn gia tăng một cách nhanh chóng ở cả các nước đang phát triển như là châu Á, châu Phi. Và hiện nay ở Việt Nam, theo điều tra gần đây nhất của Viện Tim Mạch Quốc gia tại 8 tỉnh, thành phố của nước ta, thì tỷ lệ cao huyết áp của những người từ 25 tuổi trở lên đã là 25,1%. Có nghĩa là cứ 4 người trưởng thành thì có một người bị tăng huyết áp. Vâng, qua vấn đề mà phóng sự vừa nêu ra thì có thể thấy cao huyết áp đang là vấn đề thực sự báo động bởi số người mắc bệnh này ngày càng tăng và trẻ hóa. Đây lại là căn bệnh được coi là kẻ giết người thầm lặng số 1 trong các bệnh lý tim mạch. Để tìm hiểu thêm về cách phòng và điều trị bệnh cao huyết áp, mời quý vị và các bạn đến với phần 2 của chương trình cùng MC Mai Anh. Vâng, xin được cảm ơn chị Hương Giang và xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi những thông tin liên quan đến căn bệnh cao huyết áp. Và xin được giới thiệu hai vị chuyên gia trong lĩnh vực này. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Dương Trọng Hiếu, chuyên gia y học cổ truyền, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin kính chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ, bác sĩ Phan Đăng Bình, nghiên cứu sinh chuyên ngành dược lý trường Đại học St. John, New York, Hoa Kỳ. Xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, như phóng sự chúng ta vừa mới xem thì có thể thấy bệnh cao huyết áp đang ngày càng trở thành một căn bệnh phổ biến và đe dọa rất nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi. Thưa giáo sư tiến sĩ Dương Trọng Hiếu, để khán giả có thể hiểu rõ hơn bệnh cao huyết áp, xin bác sĩ giải thích là bệnh cao huyết áp là bệnh như thế nào? Nói đến bệnh cao huyết áp thì chúng ta phải lấy cái đơn vị đo lường để nói là nó cao hay nó thấp hay là nó bình thường. Thế thì thế giới người ta quy định chung là đối với cái huyết áp ấy, thì người ta đo cái huyết áp gọi là huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu. Thế tại sao lại có cái huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu? Đây nó phụ thuộc vào cái hoạt động của tim. Tim của chúng ta nó hoạt động theo cách là nó liên tục nó bóp và giãn. Bóp để tống máu đi và giãn để hút máu vào. Thế khi mà cơ tim nó bóp vào thì đây người ta gọi là thì tâm thu. Và khi cơ tim nó giãn ra thì ta gọi là thì tâm trương. Thế thì theo thống kê, người ta đã thống kê được là huyết áp bình thường là huyết áp mà khi thì tâm thu thì thường thường là nó dao động từ 100 đến 120 mm thủy ngân. Người ta lấy đơn vị là mm thủy ngân. Thế còn huyết áp tâm trương là thời kỳ tim nó giãn đấy, để hút máu về thì thường thường là từ 70 đến 90. Khi chỉ số này mà nó vượt lên trên thì ta gọi là cao huyết áp. Mà khi mà nó xuống dưới chỉ số này thì ta gọi là hạ huyết áp. Thưa giáo sư tiến sĩ Dương Trọng Hiếu, như chúng ta vừa mới nói ở trên thì bệnh cao huyết áp đang ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa. Vậy bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân gây ra bệnh cao huyết áp là gì? Nguyên nhân cao huyết áp thì nó có 3 cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất tức là huyết áp nó là cái bệnh của tim mạch mà. Cho nên là bệnh lý ở tại hệ thống tim mạch. Bệnh lý tại hệ thống tim mạch thì người ta hay thấy là nó phụ thuộc vào cái co bóp của tim, phụ thuộc vào khối lượng tuần hoàn, phụ thuộc vào độ nhớt của tuần hoàn và phụ thuộc vào cái độ chun giãn của mạch. Các cái trạng thái như là buồn quá này, bực tức quá này, căng thẳng quá, kéo dài thì nó sẽ gây biến đổi các cái hormone ở trong cơ thể. Mà biến đổi các hormone trong cơ thể thì đây là cái yếu tố mà tạo ra cái cao huyết áp. Thế thì đấy là những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái cao huyết áp, thì có thể là ở tuổi tác, xơ vữa mạch, ở chế độ ăn, ở cái trạng thái làm việc, ở các bệnh lý của các cơ quan. Sau đây thì để quý khán giả được rõ, chúng tôi sẽ trình bày cái cơ chế hình thành của cao huyết áp.
Huyết áp là áp lực của máu lên cái thành mạch máu. Áp lực này phụ thuộc vào 4 yếu tố. Yếu tố thứ nhất tức là sự co bóp của tim. Tim càng co bóp mạnh bao nhiêu thì áp lực vào thành mạch lớn bấy nhiêu. Thứ hai là phụ thuộc vào độ chun giãn của thành mạch. Nếu thành mạch mà mềm thì độ chun giãn tốt, mà nếu thành mạch cứng thì độ chun giãn sẽ kém và làm cho cái huyết áp cao lên. Yếu tố thứ ba là khối lượng tuần hoàn. Bình thường chúng ta có vào khoảng 4 cho đến 5 lít máu. Nhưng nếu khối lượng tuần hoàn trên số lượng này thì có thể làm cho huyết áp cao lên. Và yếu tố thứ tư là chất lượng của tuần hoàn. Các thành phần ở trong máu gồm có đạm, đường, mỡ, có vitamin, có muối khoáng và các chất nội tiết. Cộng với các cái tế bào máu, đây gọi là các cái thành phần này, nó nếu như mà tăng lên một thành phần nào đó đều có thể làm cho độ nhớt của máu thay đổi. Và độ nhớt thay đổi thì lưu thông của tuần hoàn thay đổi, cho nên áp lực của tuần hoàn sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu như độ nhớt của máu mà giảm thì làm cho cái huyết áp nó giảm xuống. Chúng ta biết là cái huyết áp thường người ta quy định là có huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu. Huyết áp tối đa là nói về sự co bóp của tim. Cái bóp của tim ta gọi là thì tâm thu. Và cái tim ngoài bóp ra thì có thì giờ nó giãn ra để cho máu trở về tim. Khi mà tâm thất bóp thì đây là tạo ra cái áp lực lớn vào thành mạch, ta gọi là huyết áp tối đa. Và khi mà tâm thất giãn thì đây là thì tâm trương và tạo ra cái huyết áp tối thiểu. Bình thường chỉ số huyết áp tối đa cho phép theo quy định là từ 100 cho đến 120. Và huyết áp tối thiểu theo quy định được phép là từ 70 cho đến 90. Khi chỉ số này thay đổi, tức là cao hơn chỉ số bình thường, thí dụ huyết áp tối đa trên 150 hay 170 vân vân, ta gọi là cao huyết áp. Vâng, xin được cảm ơn những kiến thức mà giáo sư tiến sĩ Dương Trọng Hiếu đã mang đến chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Thưa thạc sĩ Phan Đăng Bình ạ, người ta có gọi bệnh cao huyết áp là kẻ giết người thầm lặng, chứng tỏ rằng đây là một căn bệnh rất là nguy hiểm. Vậy thì căn bệnh cao huyết áp có thể gây ra những biến chứng gì, thưa ông? Như giáo sư Hiếu đã vừa trình bày về cái nguyên nhân của cái bệnh huyết áp, vậy thì cái cao huyết áp, cái mà cái hậu quả mà nặng nề nhất đó là gây ra cái vỡ mạch. Tại vì sao? Khi cái huyết áp nó cao, nghĩa là cái áp lực trên cái thành mạch mà nó không chịu đựng được thì bị vỡ mạch. Là cái chuyện đó là đặc biệt là ở người già, thì cái mạch máu nó không được mềm mại như tuổi trẻ, trên là cái sơ cứng của thành mạch thì cái áp lực lên đấy thì nó rất dễ gây ra vỡ, đặc biệt là các cái mạch máu nhỏ như ở mạch máu não thì là gây ra cái tai biến mạch não. Cái thứ hai nữa là cái bệnh huyết áp là nó hậu quả của nhiều cái bệnh khác, ví dụ như sơ vữa động mạch thì đặc biệt là cái mạch vành thì nó cũng gây ra có thể là rơi các cái mảng sơ vữa vào trong lòng mạch, nó trôi đi thì gây lên não thì gây tắc ở trên não, mà ở mạch vành thì nó trôi vào nó gây tắc ở các cái nhánh của mạch vành thì gây ra cái nhồi máu cơ tim, đấy, cái hoại tử do nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Vậy thì những cái hậu quả mà rất nguy hiểm đó là cái tai biến mạch não và cái đột quỵ là chúng ta thường thấy. Xin được cảm ơn những phân tích rất là chi tiết của thạc sĩ Phan Đăng Bình. Thưa giáo sư tiến sĩ Dương Trọng Hiếu ạ, bệnh cao huyết áp nguy hiểm như vậy, vậy thì có cách nào để nhận biết sớm những dấu hiệu của căn bệnh này không ạ? Đối với triệu chứng của cao huyết áp thì ngày xưa có cái câu là rứt đầu, hoa mắt, thoáng quên, đầu chi tê dại, đái đêm rất nhiều. Cơ năng, đấy là các cái triệu chứng gọi là cơ năng, người bệnh có thể nhận biết được. Cơ năng dù có bao nhiêu, phải đo huyết áp là điều chưa quên. Đo huyết áp để chúng ta biết rằng là cái tối đa là bao nhiêu và cái tối thiểu là bao nhiêu. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, để có thể hiểu rõ hơn về bệnh lý cao huyết áp, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một đoạn phim khoa học ngay sau đây.
mạch máu là hệ thống ống dẫn kín mang máu từ tim đến mô và quay trở về tim. Hệ mạch bao gồm động mạch, mao mạch và tĩnh mạch. Máu di chuyển trong động mạch với một áp suất nhất định gọi là huyết áp động mạch. Huyết áp thường được đo bằng hai chỉ số là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, dựa trên hai giai đoạn co bóp và giãn nghỉ của cơ tim, tương ứng với áp lực cao nhất và áp lực thấp nhất của dòng máu trong động mạch. Huyết áp lúc nghỉ thông thường nằm trong khoảng 100-140mm thủy ngân huyết áp tâm thu và 60-90mm thủy ngân huyết áp tâm trương. Bệnh nhân bị cao huyết áp khi đo huyết áp của bệnh nhân thường xuyên cao hơn hoặc bằng 140-90mm thủy ngân. Tăng huyết áp có thể gây áp lực cho tim hoặc làm giãn nứt thành động mạch. Đây cũng là yếu tố nguy cơ chính gây ra phình động mạch, tai biến mạch máu não, suy tim. Để phòng những biến chứng do bệnh huyết áp cao gây ra, ngoài chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ, người bệnh cần bổ sung thêm những hoạt chất có khả năng làm giảm độ nhớt trong máu, làm loãng máu, chống đông máu, chống hình thành cục máu đông mà không có tác dụng lên cơ chế đông máu, như thuốc chống đông máu khác như natokinat trong đậu tương lên men, bromelain trong quả dứa, papain trong đu đủ và đặc biệt là phức hợp rutin và chiết xuất từ cây liễu trắng, một loại aspirin tự nhiên. Làm giảm độ nhớt, loãng máu, chống đông máu, chống hình thành cục máu đông và giúp điều hòa, ổn định huyết áp. Những thành phần này có trong thực phẩm chức năng Rutugin, sản phẩm có tác dụng làm giảm nguy cơ bị mắc các biến chứng nguy hiểm do huyết áp cao mang lại, giúp phòng chống đột quỵ, chống nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là để phát hiện những cái dấu hiệu của bệnh cao huyết áp thì không có cách gì khác là chúng ta phải đo huyết áp thường xuyên. Bằng cách đến các cơ sở y tế khám sức khỏe định kỳ hoặc là mỗi gia đình nên trang bị một chiếc máy đo huyết áp đơn giản để có thể tự đo huyết áp ở nhà. Thưa giáo sư tiến sĩ Dương Trọng Hiếu ạ, hiện nay thì Việt Nam có những phương pháp gì để điều trị căn bệnh cao huyết áp? Để điều trị cao huyết áp ấy, thì chúng ta có hai cái nền y học đang song song. Dạ. Một tức là y học hiện đại và hai là y học cổ truyền. Thì y học hiện đại thì để điều trị cao huyết áp ấy, cũng giống như y học cổ truyền, tức là bao giờ người ta cũng phải khám rất kỹ. Bởi vì cái cao huyết áp ấy, nó có cái loại gọi là triệu chứng. Cao huyết áp chỉ là một triệu chứng của một bệnh. Thế nhưng mà cao huyết áp là bệnh cao huyết áp. Thế khi không tìm được nguyên nhân gì gây ra cao huyết áp thì người ta kết luận đó là bệnh cao huyết áp. Cho nên cái cách điều trị nó có khác nhau. Khác nhau là thầy thuốc phải khám rất kỹ. Tôi lấy thí dụ như là bây giờ cao huyết áp là triệu chứng chẳng hạn, thì có thể là của bệnh thận, có thể là bệnh tiểu đường, có thể là của bệnh nội tiết. Thế thì chúng ta phải chữa vào bệnh nội tiết, chữa vào bệnh tiểu đường và chữa vào các cái nguyên nhân ấy thì chúng ta mới hạ được huyết áp. Chứ nếu không thì chúng ta chỉ hạ tạm thời thôi. Thế còn cao huyết áp nó là bệnh cao huyết áp, tức là tôi không tìm được nguyên nhân gì hết cả thì người ta gọi là bệnh cao huyết áp. Thì lúc đó chúng ta phải dùng ba cái loại. Một tức là thuốc lợi tiểu, bởi vì là cái huyết áp nó phụ thuộc vào khối lượng tuần hoàn. Thế thì nếu mà chúng ta đi tiểu được nhiều thì nó sẽ là giảm được cái này. Cái thứ hai tức là thì nó giảm được khối lượng tuần hoàn thì cái huyết áp nó sẽ hạ. Cái thứ hai tức là thuốc giúp cho giãn mạch, bởi vì cao huyết áp thường là mạch nó hay bị co lại. Thế thì dùng các thuốc giãn mạch để cho nó lưu thông được. Nó lưu thông được thì cái huyết áp nó cũng hạ xuống. Và cái thứ ba là nếu nó ảnh hưởng đến tim mà liên quan đến nhịp tim ấy thì chúng ta phải điều chỉnh lại cái co bóp của cơ tim trong cái thuốc hạ huyết áp ấy, phải điều chỉnh lại cái tác động của tim thì huyết áp nó mới xuống được. Ngoài cái việc dùng các cái thuốc về Tây, những cái thuốc mà chuyên khoa về điều trị huyết áp thì chúng ta phải có những cái chế độ ăn hợp lý. Ví dụ như ăn nhạt đi. Thứ hai nữa là hạn chế ăn những chất béo, cholesterol nó cao. Không nên ăn các cái phủ tạng của động vật là có hàm lượng cholesterol rất cao. Và một cái điều quan trọng nữa là như chúng ta biết, cái bệnh cao huyết áp thì tỷ lệ ở người già rất là nhiều. Cái bệnh cao huyết áp nó liên quan đặc biệt với cái hệ thống mạch máu. Vậy thì để phòng chống được cái việc lão hóa của cái mạch máu thì chúng ta phải sử dụng những cái sản phẩm chống cái lão hóa của mạch máu. Thứ hai nữa là làm loãng cái độ nhớt của máu. Vậy thì hiện nay trên thị trường chúng ta cũng có rất nhiều cái sản phẩm có thể giúp cho giải quyết cái vấn đề đó. Thì chúng ta có thể sử dụng ví dụ như sản phẩm
được chiết xuất từ cái lên men từ đậu tương, thì chiết xuất ra cái enzyme natokinase kết hợp thêm các cái enzyme khác, là trong đó có cái enzyme bromhemin từ chiết xuất từ quả dứa, enzyme papain chiết xuất từ quả đu đủ. Thì hai cái enzyme này là những cái enzyme tiêu protein kết hợp với cái natokinase. Ba cái enzyme này kết hợp với nhau để tiêu được các cái sợi fibrin rất tốt, làm tăng hiệu quả của cái enzyme natokinase này. Thì ngoài ra thì trong người ta lại nghĩ đến những cái sản phẩm, những cái hoạt chất ví dụ như rutin, một cái phức hợp nó cũng làm trẻ hóa lại mạch máu, làm mạch máu mềm mại lại. Ngoài ra thì trong những cái nghiên cứu mới đây, người ta kết hợp thêm một cái hoạt chất được chiết xuất từ cây liễu trắng là white willow extract. Thì đây là một trong những cái dạng aspirin tự nhiên, nó không có tác dụng phụ là gây tác động lên cái cơ chế trong đông, mà nó làm loãng cái độ nhớt của máu, thì làm cho máu lưu thông dễ dàng. Tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong ở rất nhiều bệnh nhân tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Đã có thực phẩm chức năng Rutozym với thành phần có chứa bromelain, rutin chiết xuất từ cây liễu, papain, natokinase giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tăng cường sức khỏe cho hệ tim mạch. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ y tế Bình Nghĩa, hotline 0962 876 060. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.